Ok, thì như như mọi phiên bản thôi. Hôm nay giờ chúng ta đang ở phiên bản 1.2. Stanley Yao sắp ra rồi và cơ bản là tiếp tục làm tier list thôi nào. Cơ bản thì chúng ta sẽ làm cho tới hết phiên bản 1.3 ha. Cho nên là Yuahu và Shopkeeper thì mình sẽ bỏ qua. Giờ chúng ta làm tất cả những cái nhân vật chuẩn bị ra và sẽ đã ra ở phiên bản 1.3 trước, kể cả Stanley Yao ha. Mình làm hết tất cả và sẽ dự đoán coi là Stanley Yao sẽ tầm ở sức mạnh nào cho mọi người ha. Nhưng mà trước khi vào á thì mọi người cho mình một like và subscribe nếu mà mọi người thích những content như thế này ha, và hãy ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả của video nha. Đầu tiên thì chắc chắn là chúng ta có hai main rồi. Tuy là sau khi Chinsey ra thì nhiều người đồn đại là main Spectro sẽ lên hạng ấy, do là có khả năng đi chung với lại Chinsey. Nhưng mà mình thấy là hiện tại vẫn chưa có quá nhiều người sử dụng cái main Spectro, trừ khi có cái tầng mà gọi là nó yếu dưới Spectro cho mà main có thể sử dụng một xíu. Chứ hiện tại ngoài cái chuyện đó ra thì mình thấy là không ổn cho lắm, cho nên là mình sẽ để main Spectro ở C. Còn main Havoc thì mình luôn luôn thấy là một lựa chọn free to play cực kỳ hoàn hảo ha. Tại vì cơ bản là chúng ta nhận được miễn phí và mai mốt chúng ta sẽ nhận được RC6 của main Havoc, và lúc đó là main Havoc sẽ khá là mạnh. Và cái đam đầu ra cũng rất là ổn, xài trong các team split swap cũng khá là ngon ha. Cho nên là mình sẽ để nó ở đầu B. Hồi trước mình để nó ở A, cuối gần cuối A ấy, nhưng mà mình thấy là hiện tại quá nhiều DPS, bắt đầu có những DPS mà limited khác rồi, cho nên là sức mạnh nó bắt đầu thay đổi. Main nó không còn so với các DPS đời đời tiếp theo nữa, cho nên là mình sẽ để nó ở đây. Verena thì chúng ta vẫn không bàn ha. Cho tới khi Shopkeeper với lại Yuahu ra thì Verena hiện tại vẫn đang có vị trí độc tôn. Mình đang không biết Shopkeeper và Yuahu sẽ như thế nào ha. Hy vọng là có thể giúp cho đỡ gánh nặng của Verena được, chứ hiện tại Verena nó gọi là một nhân vật quá tuyệt vời rồi. Encore mình sẽ để ở đầu A. Đầu A luôn á. Tại vì Encore hiện tại là vẫn là một trong những con banner thường gọi là quá mạnh. Hai loli duy nhất của banner thường là hai con quá mạnh. Quick Swap rất là ổn, cầm với lại được rất nhiều team, và chỉ cần mọi người học combo thôi là lượng đam đầu ra sẽ rất là lớn. Nhưng mà rất là lớn ha. Cacaro thì mình lại sẽ để dưới dưới main Havoc, tại vì cơ bản là lúc đầu á thì anh ấy ở trong bảng beta thì anh ấy làm rất mạnh luôn. Nhưng mà do cái đợt nớp xong cái từ cái việc phải quick swap rồi rất chuẩn chỉ, và cái đầu ra nó cũng không quá ổn định, cho nên là anh ấy đã bị rớt hạng khá khá sau khi cái game chính thức ra mắt. Và bây giờ anh ấy mình thấy cũng khó, xài cả Yinlin thì nó cũng khó nữa. Mà vấn đề là Yinlin thì Cacaro cần Yinlin và Yinlin không cần Cacaro ha, cho nên là lý do mà xếp anh ấy ở B là như vậy. Chị này á thì mình vẫn giữ quan niệm là chị ấy sẽ ở cuối B, nên ở cuối B, tại vì tuy chị ấy đầu game nếu mà mọi người có được á thì sẽ là một con cực kỳ hữu dụng, vừa heal được, vừa shield được, vừa có grouping và vừa có một lượng đam gọi là khá ổn chứ không phải là tệ. Nhưng mà do là có quá gọi chị ấy làm được quá nhiều thứ cho nên không thực sự tốt ở thứ nào, cho nên là mình sẽ để chị ấy ở đây. Liên Giang, Liên Giang thật ra là một con DPS khá là ổn ha, không tới nỗi tệ. Nhưng mà cho dù sau khi cho dù sau khi Zeji ra mắt ấy thì Liên Giang vẫn không có tăng được bao nhiêu sức mạnh hết, và cả Zeji nó cũng không gọi là buff hoàn toàn được cho Liên Giang, bởi vì Zeji nó còn buff cả 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 đam E nữa, mà Liên Giang thì không sử dụng đam E cho lắm, cho nên là anh ấy vẫn chưa có được một support gọi là hỗ trợ mình tốt nhất, cho nên là tạm thời mình vẫn sẽ để anh ấy ở đây ha, trên trên kèo main main Spectro một xíu. Ok, anh Long. Anh Long thật ra tính tới hiện tại mình vẫn thấy là một nhân vật rất là mạnh ha. Tuy là hơi khó chơi một xíu, nhưng mà nếu mà mọi người có RC0 rồi M1S1 ấy thì vẫn gọi là đi la hoàng rất là thoải mái nếu mà mọi người đi team chung với lại Mortify và Verena. Chỉ là nó hụt down hơn Jhin thôi chứ không có nghĩa là anh ấy yếu hơn Jhin. Nhưng mà nếu mà nhưng xét như vậy ấy, thì Long sẽ tầm ngang ngang với Encore ha. Giờ mình sẽ để hai đứa này ngang với nhau. Tại vì Encore nó vẫn dù sao đó team của nó cũng vẫn sẽ là free to play hơn rất là nhiều so với Elon, và cơ bản là hai bên rất là ngang kèo nhau về cái lượng đam, mà thậm chí là nếu mà mọi người chơi team hoàn hảo hơn của Encore thì nó sẽ hơn Long một xíu đam đó, cho nên là mình sẽ để Long ngang ngang với Encore. Yinlin thì chắc chắn là ép rồi ha. Yinlin hiện tại vẫn là một con sub DPS cực kỳ mạnh, ai gọi team nào cũng muốn sử dụng, là Jhin cũng muốn sử dụng, là Chun Li cũng muốn sử dụng, mà
và chắc chắn là một con hệ lôi như là Shen Li Yao sẽ rất là muốn sử dụng ha, đặc biệt là khi Shen Li Yao còn còn có đam gọi là đam ulti nữa, muốn đam ulti nữa, cho nên là Jhin hiện tại là con quá mạnh. Nếu mà có reroll thì mọi người cực kỳ nên roll ha. Mình lý do mình không có Jhin là do mình lệch thôi chứ không phải là do mình không có. Ok. Chelsea thì chúng ta không 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 nói nhiều về Chelsea nữa nhỉ. Đúng không? Không không cần nói nhiều về Chelsea nữa vì Chelsea là có nhiều người còn gọi là bố của game rồi. Đam quá to, team quá free to play. Không cần nói nhiều nữa ha. Ngay cả sau 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 1.3 thì mình nghĩ là cũng không có ai trên kèo được Chelsea đâu, tại vì 1.3 toàn là support mà. Ok, tiếp theo là Trang Ly. Hơi tiếc một cái là cô ấy hơi tệ hơn là tất cả mọi người mong chờ, bởi vì cô ấy là một nhân vật rất là đẹp và cô ấy là một nhân vật mọi người cũng rất là mong chờ ha. Lúc đầu mình cũng tính là cho cô ấy lên S ấy, nhưng mà với cái màn thể hiện vừa rồi á và cái yêu cầu kỹ năng nó cũng quá cao á, cho nên là mình nghĩ là Trang Ly ở tầm A là hợp lý ha. Ở dưới lòng xíu, ở dưới lòng và Anko một xíu, nhưng mà nó vẫn là một con khá là ổn nếu mà mọi người phải xét so với lại những con ở dưới vực bậc B. Zeji mình sẽ cho ở tầm này đó, ngang với lại này luôn, bởi vì Zeji hiện tại vẫn là một con sub DPS mạnh, nhưng mà mọi người biết sao không, khác với Jhin Lin á, tại Jhin Lin nó quá dễ chơi và trong cái team quick swap thì Zeji nó không có cái kiểu quick swap như là những cái con khác, và thêm bị một cái là hiện tại chưa có một con nào mà tận dụng được tối tối ưu á, tối đa cái tiềm năng của Zeji cả, cho nên là mình nghĩ là bạn ấy hiện tại ở ở A là hợp lý. Mai mốt á, nếu có những nhân vật nào nó ổn hơn á, thì cô ấy sẽ được lên S ha. Ví dụ như có một con hệ băng nào đó xài E thì lúc đó cô ấy chắc chắn sẽ lên S luôn đấy. Nhưng mà hiện tại thì nhân vật sử dụng tốt nhất của Zeji là Liên Giang và Jinxi, và mỗi con chỉ sử dụng được một nửa cái outro của cô ấy thôi. Cái sub DPS của cô ấy thì cũng rất ổn, nhưng mà chưa có con nào tận dụng được, cho nên mình nghĩ cô ấy sẽ ở đầu A thôi. Ok. Rồi giờ chúng ta tới tới một dự đoán thì anh Shen Li Yao sẽ ở đâu? Ok. Thì mình thấy theo mình thấy á, thì anh Shen Li Yao nó đúng nghĩa là một bản nâng cấp limited của Cao Caro ha. Thì cũng sử dụng đam ulti là chính. Nhưng mà anh ấy có một cái scale đam khá là ổn và mình thấy anh ấy cũng sẽ rất là ổn. Cho nên là và anh ấy quan trọng là anh ấy free đúng không mọi người? Quan trọng là anh ấy free. Mọi người chỉ cần phải roll chấn thôi, và chấn anh ấy thì chắc chắn là sẽ nổ nếu mà mọi người roll rồi, tại vì nó đâu có lợt ở trong chấn đâu, cho nên là hiện tại mình nghĩ anh ấy sẽ tầm ngang Jhin Lin hoặc là trên Jhin Lin một xíu, bởi vì anh ấy là một DPS ha. Và chắc chắn là team anh ấy mạnh nhất vẫn sẽ là team đi với lại Jhin Lin rồi, nhưng mà cho nên là anh ấy mình nghĩ là đam cũng sẽ tầm tệ lắm á, nếu mà sau khi mà ra mắt mà anh ấy đam tệ lắm thì mình cũng sẽ nghĩ là ngang Long ha, cái đó là dự đoán của mình. Chị này mọi người hiện tại cũng đang hơi chê chị ấy, do là cái cung cái thời gian on field của chị này quá lâu để mà búp cho main 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 Havoc, nhưng mà mình vẫn nhận ra là nếu mà thực sự là mọi người biết chơi Dungeon ấy và tận dụng tối ưu được cái khả năng của cô ấy thì cô ấy vẫn là một con cực kỳ mạnh, và cho nên mình sẽ xếp sau sau main Havoc và sau Kakarot một xíu, vẫn là một con rất là ổn nếu mà mọi người đi chung với lại main Havoc ha. Auto thì hiện tại là rất tiếc là con duy nhất mà mình xếp ở D. Hiện tại là con đầu tiên mình xếp ở D nha. Tại vì anh ấy đang không có ai tận dụng được anh ấy cả. Nói thẳng là vậy ha, không ai tận dụng được được anh ấy. Cho nên là ở D thôi, chứ giờ tới tương lai thì nếu mà có ai tận dụng được anh ấy thì chúng ta sẽ xếp lên đây. Cho nên là tạm thời anh ấy ở D đi. Chisia mình sẽ nghĩ là cuối cuối B. Tại vì cơ bản là sau sự ra mắt của Trang Ly thì Chisia cũng được bút khá khá ha. Tuy là không không đủ để mà lọt bánh A đây, nhưng mà vẫn là một con rất là khỏe và cũng rất là free to play, nếu mọi người rất là đầu tư cho Chisia, đam đầu ra cũng sẽ rất là ổn đấy. Cho nên là mình nghĩ là nếu mà mọi người đầu tư thì đây là một nhân vật ổn và đáng để mọi người đầu tư đấy. Cho nên là ở B là ổn ha. Mình thật ra là thậm chí mình nghĩ là ngang kèo hoặc là trên kèo được cả 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 cả, cả. Cái chị này này, nhưng mà thôi để chị ấy ở đây là hợp lý. Rốt cuộc tới, tới chúng ta tới chị này rồi. Rất tiếc là chị ấy cũng ở D ha, bởi vì người ta dự tính là hai team mạnh nhất của GC và Trang Ly ở 1.1 sẽ tận dụng được tối đa Tao Chi, nhưng mà vấn đề là Tao Chi nạp quá chậm kể cả khi có Discord, và chủ yếu là chỉ dễ dành cho team nút của GC và Trang Ly thôi.
cho nên là rất tiếc, nhưng mà chị ấy đành phải ở SD bởi vì cho tới hiện tại vẫn không thực sự là có nhân vật nào sử dụng được tối ưu chị này cả. Spotify thì chắc là mình nghĩ sẽ ở đây này, Spotify ở đây lần này đó. Bây giờ sao không, hiện tại đây là mảnh ghép mạnh nhất của anh Long thì mình sẽ không nói rồi ha, chúng ta không nói về chuyện đó rồi, nhưng mà nếu mà mọi người có C4 á, thì mọi người cầm cho Chinsey, tức cũng là một cái nhân vật khá là ổn đấy, bởi vì anh ấy có một gọi là coordinated attack và có thể giúp tích sạc cho CC nhanh hơn. Cho nên là hiện tại cũng có hai team core gọi là có thể xài cho anh này. Và hai team này đều mạnh cả, cho nên là anh ấy được cao hạng là vậy. Và đam đầu ra của anh ấy, bản thân anh ấy cũng sẽ rất là ổn luôn. Cho nên là anh ấy ở đây là đúng. Junwoo thì mình nghĩ ở đây thôi. Bởi vì thực ra là ổng không mạnh. Mình nói thẳng sau 3 phiên bản thì ổng không mạnh. Cái giúp ổng mạnh là Jinxi. Jinxi sử dụng ổng cực kỳ tốt. Và thậm chí mọi người chơi ổng level 1 cũng được, tại vì ổng có cái đầu ra sát thương cực kỳ thấp. Ổng chỉ cần mọi người ra mọi người đạp E một cái, mọi người đánh thường và mọi người dùng con rùa một cái là xong, mọi người swap qua Jinxi là được. Nói chung là không có một cái yêu cầu là sử dụng sức mạnh của ông này. Nhưng mà nếu mọi người build ông này lên cao á, dùng nhiều defense các thứ thì ông này cũng cho một cái lượng sát thương cũng không gọi là tệ ha. Nếu mà mọi người không muốn ông chết nhanh nhanh quá thì có thể sử dụng kiểu đó. Ok, cho nên là ông này hiện tại tuy là chỉ có mỗi CC sử dụng thôi, nhưng mà CC là con mạnh nhất game hiện tại, cho nên ông này giờ đang đứng ở cuối B thì mình nghĩ là hợp lý. YZ thì mình nghĩ hiện tại ở cuối A ha, rất là bất ngờ ở cuối A. Cho tới khi mà Shopkeeper và Yuhu ra mắt ấy, thì hiện tại YZ là con còn lại trừ Verena là healer và có buff dam. Cho nên là mình nghĩ vẫn nên đáng tôn trọng YZ cho tới khi mà Yuhu với lại Shopkeeper ra mắt ha. Lúc đó thì mình nghĩ là cô ấy cũng sẽ xuống tầm B thôi. Nhưng mà hiện tại cô ấy là con healer thứ hai trong cái game này, cho nên là nên nên nên, nên gọi là nên build YZ và YZ ở A là hợp lý. Tăng hoa mình nghĩ cũng sẽ ở A. Tất cả team comp đều sử dụng được Sang Hoa làm một sub DPS, bởi vì cô ấy thời gian đứng sân quá là ít, đam quá là to và cũng không quan tâm tới cái outro của cô ấy nữa, chủ yếu là do cái lượng đam dồi dào mà cô ấy phát ra và cái thời gian on sân cực kỳ bé của cô ấy thôi. Nên là ở A là hợp lý, không có gì để bàn cãi cả. Giang Giang thì mình nghĩ sẽ ở đây. Cái độ hữu dụng của Giang Giang thì nó vẫn nó hơi thấp một xíu, tại vì hiện tại vẫn không có character nào. Trừ khi Long thiếu nạp, Long mọi người thiếu nạp này, trừ khi Chan Ly mà mọi người chơi siêu quick swap như là cái video trước mình nói á, thì cái độ hữu dụng của Giang Giang vẫn hiện tại vẫn chưa có, nó hơi tiếc cái chuyện đó. Nhưng mà Giang Giang vẫn là một nhân vật ổn ha, cho nên là mình nghĩ là xếp ở đây thì để cho cô ấy có một cái thời gian mà có những nhân vật ra mắt mới, thì liệu cô ấy nếu mà cô ấy có thể khả năng sử dụng thì cô ấy sẽ nhảy lên hạng sau. Ok, thì đây đây là cái tier list mà mình đã sắp xếp ha, đó là mọi người thấy cái tier list này như thế nào. Nếu mọi người có cái gì mà khác với mình á, thì mọi người có thể mà bình luận ở dưới phần comment nha. Còn nếu mà mọi người thích cái tier list lần này á, thì mọi người hãy like, subscribe và ấn vào nút chuông để ủng hộ cho bọn mình làm những cái tier list này trong các phiên bản tiếp theo ha. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Nhớ ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả của video nhé. Bye bye.